Cứ lạch sạch không. Sắp mưa rồi cậu ạ. Thì nhìn kiểu cơn này nó sắp mưa. À vâng, mưa. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Vâng, tí cháu trích ở đấy ra. Vâng ạ. Vâng. Không cần đâu ạ. Hết được nhưng mà nó không nhìn được vào trong này. Nếu mà lắp con đứng im phải mất hai con mới nhìn được hết. Đúng rồi, nếu như hai con thì là phải một con trong kia ngoảnh ra, một con trong ngoài ngoảnh vào. Đúng rồi, một con ở đây để ngoảnh ra chỗ này để hết cái chỗ khuất này. Xong lại một con kia lại chiếu ra là nhìn ngược cái này, con này nó chéo ngược ngược vào con ngoài thì mới hết được. Thì là lúc nào cũng an linh được tất cả mọi vị trí. Như thế thì nó sẽ thành mất hai con. Còn đâu cổng này thì mình lắp cái con xoay này thì nó tiện cho vấn đề mình góc kia. Vâng, nó có cảm biến ở kia. Lắp cái cam. Lắp cam. Lắp đèn từ đồng đêm qua vào từ sáng. Tối. Tối bác cứ sang đêm xem bác chỉ đi vào phát từ sáng muộn. Bây giờ cũng có cái cam đi vào là nó sáng sáng đèn, cũng giống như đèn của chú. Đúng rồi. Vâng. Và cái ra có một loại cam nữa là tức là buổi ban ngày không buổi tối bắt đầu nó cái tiêu ngoại mặt nó sáng rực kìa. Vâng. Đây này. Con này đây. Là nó không có màu thôi. Con này color đây, hồng đi ngoài đêm mà nó sáng trưng này. Nhìn vào bên trong nó sáng rực. Vâng, nó sáng như đèn pin này này, con này này. Nó đỏ lõi đây đúng không? Không ạ, nó sáng trưng luôn đấy. Đỏ lõi là hồng ngoại. Đỏ lõi là tia hồng ngoại, còn con này là sáng trưng luôn như. Thì bây giờ con nào cũng như đèn pin ấy. Vâng. Đỏ lõi thì con nào cũng có thật. Nói chung là tối nó vẫn sáng. Hôm anh Đức gọi thì hôm đấy bọn cháu ấy bận quá, chứ không lắp cho cô chú sớm hơn. Tại vì đi làm ở kia rồi. Vâng. Đấy cháu bảo là Quỳnh gọi để chú còn dễ biết là ai, chứ cháu thì sợ chú không biết nên để cho Quỳnh gọi. Chú chả biết đâu, cứ bảo là em anh Đức mà. Hôm nay đi làm. Anh Đức không làm phải đi làm. Chủ nhật còn đi làm. Không, hôm nay thứ ba nhưng mà cô bảo anh Đức chủ nhật cũng đi làm. Mùng 1 tháng 6, Tết Thiếu Nhi. Như có bảo hành không? Có không cô? Bảo hành 2 năm ạ. Cam gia đình con này là xịn nhất rồi cô chú ạ. Cô chú thì là có vấn đề gì cô chú cứ gọi con một câu, con qua xử lý. Cái này mà con lắp cho khách tất cả là bảo hành 2 năm 1 đổi 1. Vâng. Cam này là cam chính hãng mà. Lúc giờ mà cho chú đổi chú được cái thẻ 32 cái gì ạ? 64 gì ạ? Chú muốn nhiều nhiều, trong này nói chung là nó cũng phải được tầm khoảng. Trong nhà chú này cũng phải được cũng phải hơn chục ngày cơ, bởi vì nhà chú trong ngõ này thì càng lưu nhiều. Nếu mà cô chú mà chĩa ra đường 5 ấy thì chỉ được 4 ngày là hết. Như cái nhà ông Trúc Trọng ở cạnh mẹ cháu lắp trò đúng 4 ngày hết sạch, bởi vì ô tô nó chạy cả ngày cả đêm thì nó sẽ ghi. Còn trong này cô chú mà không ai đi qua nó sẽ dừng lại, nó không ghi nữa. Khi có người đi qua nó bắt đầu ghi, nên khi cô chú xem lại nó nhanh lắm. Mình chỉ nhìn thấy con vạch biểu tượng là mình xem lại nó nhanh cực. Còn đâu mày hướng dẫn cô mình xem. Vâng, cứ có mạng phát là kết nối là hướng dẫn cô chú. Cái này xem nó dễ lắm. Và hai điện thoại được mời đúng không? Bao nhiêu máy cũng được ạ. Vâng. Kết nối cả vào cái cẩn thận kết nối vào cái laptop cái này cho để lúc xem nó rộng. Được ạ, laptop được ạ. Laptop máy tính cây được hết. Có mỗi tivi thì nó chưa được. Muốn được thì phải có đầu thì mới được. Mua thêm đầu mới vào được tivi. Tại vì tivi tao lấy cái nó gãy ngay. Khoan. Cháu khoan cho nó đẹp. Gãy cái này ra thì trông nó xấu hơn thôi. Vâng.
nếu mà tự nó quay qua đường mà nhưng mà chạy để thu phát ba đi rồi ba ở trong mình lượn khác nó cũng được con không chưa là không phải là gì xem cái gì rồi đấy, cái gì rồi đấy hai cây. Bàn học của em nó ở đây, cứ sát cái ba chạc, sát rìa cửa. Nghĩa là chính giữa nó không vẩy vào đây, nó vẩy vào đây nhiều quá chả làm gì đâu. Vẩy ở bên ảnh cưới này nhiều cũng không làm gì. Không cho nó đập vào tường nhiều quá, nó ấy hồng ngoại thôi. Để được, okay. Quay đây em xem. Cao thế à? Tường thấy cao.
Đây xem nào. Đây nhé, nó sát vào đây cái góc này, tủ nó còn để một tí. Bỏ cái thang này ra là nhìn nốt cái bàn học. Ui giời. Đấy. Đấy. Mười một rưỡi. Thôi về nhà rồi tìm. Có cái này vào cái cột chắc đúng không? Không ạ. Quay ở điện thoại, thao tác ở điện thoại hết. Nên cháu lắp xong phát là cháu thu thang luôn, cháu không cần phải chỉnh nữa, bởi vì nó là con xoay mà. Con đứng kia thì mình phải chỉnh bằng tay, và con này là mình chỉnh điện thoại. Wi-Fi ở đây thì khỏe cho cả hai con, đúng đây luôn. Đúng rồi, để giữa của hai con luôn nhỉ? Đúng, giữa hai con. Cứ máy màn to này xem càng dễ. Sợ mấy cái con iPhone 5 nhỏ nhỏ xem nó hơi bé. Xem màn ấy. Màn Samsung nữa thì lại càng lét. Máy thử qua được rồi. Chị đang nâng cấp thiết bị thì một con ngoài trên nó đang ập. Nâng cấp xong em vuốt phát là được luôn. Sân mát nhỉ? Mát mấy vùng. Ôi, mua sân thì nắng lắm. Vâng. Công việc nhà cô ở đây phải... Ngồi đây. Vâng, kệ cháu. Đây, cháu xung được mấy cái đồ. Ngồi đây cháu. Ngồi đây nghỉ ngơi cho nó mát. Lắng 40 mấy độ vẫn cứ phải đeo đồ. Xong rồi đây. Vâng. Vừa định dạng luôn tí. Vâng, nó khởi động xong nó xoay. Nó sẽ xoay quét một vòng. Như thế này nếu mà có người lạ và có người vào là nó cứ đi theo người à? Cứ vâng. Đấy là cái chế độ mình cài đặt. Còn nếu mà mình không muốn nó đi theo người thì mình chỉnh bằng tay được ạ? À? Mình chỉnh bằng tay, ví dụ cô giám sát, cô cứ để ở cổng thôi. Thì mình khó kiểm soát lắm cô. Cô cứ một... Biết. Nó chỉ đứng ở đây thì không ấy. Đúng rồi, dưới cột này là điểm mù rồi. Xuống nữa là một tí là được. Rồi, tầm này cũng xoay ra cổng. Để cổng chỉ tầm này thôi. Quay ngang ra cho cô xem.